cả nhà, thì hôm nay uh, thảo trở lại uh, Tân An ghé thăm cái uh, bà cụ hồi đó là bà ngồi đầu bằng đá đó cả nhà, uh, thì, uh... bà ơi, à, bà đang làm gì đây không biết, bà đang làm gì vậy bà, ai đó, bà đang làm gì đó hả, bà đang làm gì đó nấu cơm nấu cơm hả ừ rồi con em ở đâu vậy dạ ở sài gòn á bà hả ở sài gòn sài gòn hả dạ ở sài gòn hả dạ bà ngồi ghế đi ngồi ừ. chú dạ rồi con của bà đâu rồi Đâu đi chú rồi được rồi được rồi bà Bà ơi, con của bà đâu rồi? Hả? Con của bà đâu rồi? Đó, đi uh, khám bệnh rồi Đi khám bệnh hả? Ừ. Dạ Đi khám ở đâu? Hả? Đi khám bệnh ở đâu? À, không biết nữa Vậy đó, hả? Ừ Dạ Đợt này bà khỏe không? Hả? Đợt này bà khỏe không? Ừ, cũng bệnh hoài, chú ơi, uống thuốc hoài Dạ Có bảo hiểm mà, đi lãnh thuốc uống không hết Rồi phải mua thuốc tư ngoài Dạ ừ. Rồi cái đầu bà đợt này còn ngứa không? con à anh, anh ơi em hỏi thăm cái anh ừ. cho em hỏi thăm cái coi chú đi em của mình hả dạ con đi hai vợ chồng hả con đi hai người Trời, vậy là đâu rồi ngồi ngoài xe kìa dạ, chào ừ. anh em hỏi thăm ừ. cái mấy con của bà cù đâu anh ở dưới chợ hả chém dạ. hả <laughs> rồi bà ở có mình hả rồi nói ở với có người con trai mà hơi Đi. hơi khờ khờ đâu rồi đó, nó thể. ở đây nè đi tối ngày hả ừ. ừ. thì đó mới mới hỏi thăm á tại vốn có khi nào gặp cái anh đó hết ừ. trơn à anh đi lang thang vậy hay sao ừ. đi lang thang có đi làm không anh à, không biết không ít nói chuyện không à. đi suốt vậy đó hả ừ. ừ. rồi bà có tới bốn người con đúng không anh bốn người bốn người mà đây ở với bà người còn ba người ở chỗ khác hả ừ. Ờ. Hai, hai bà cô với chợ anh ông bác với ừ. bà cô với chợ còn bà cô không nên à ở dưới chợ ơi chợ nào anh đường quốc lộ một à dưới chợ gần thành phố tân an hả ừ rồi có hay lên cái ngày 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 lên thăm bà hay sao ừ. ừ. rồi mấy người con có hay ghé thăm bà không hả mấy người con của bà đó có lâu lâu cũng thăm <cười> à <cười> dạ ừ. rồi bà từ nấu nướng ăn hết anh hả tự làm hết hả ừ. Cái đợt trước con có ghé thăm bà đó Nhưng mà đợt trước là nhà bên này có cái đám ma này à, Cho nên là ồn ào quá ăn nói chuyện được thì Hôm nay có dịp thì ghé lại thăm bà Đừng rồi, anh ghé hả? Dạ đúng rồi ừ. Anh là hàng xóm kế bên ha Cháu, Cháu hả? Cháu kêu bằng gì anh? Bà 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 bà, ruột luôn, hả? bà, bà, bà ruột luôn hả? À dạ Cháu kêu bằng bà cô đó hả? Bà Cha mới kêu bà cô Dạ rồi cái cái người mà con của bà là đi cả ngày vậy luôn ừ. Ừ. thì nghe nghe, cái cô mà gọi điện cho em nói là bà ở với cái người con đó vậy đó nhưng mà vô không có khi nào gặp hết trơn ừ. đi tối ngày, đi tối ngày. bà ơi, cái người mà ở với bà là ảnh đó tên gì bà hả cái người con của bà đó tên gì phong phong có vợ con gì không bà hả có vợ con gì không hả có vợ con gì không cái người tên phong đó có gì không hả có vợ con không hả có vợ không có... Không, không có vợ con bệnh bệnh hả bệnh thường đói mẹ ở đi nè dạ ở yếu không có vợ dạ cho nên có vợ con ha bà à. bà mới gội đầu bằng đá xong đúng không hả hồi nãy bà mới gội đầu xong đúng không hả hồi nãy bà mới gội đầu xong đúng không bà mới gội đầu xong đúng không bà mới gội đầu á Ừ. À, nè con thấy đá nó còn dính trên cái lỗ tai của bà này, bà ngồi đi, bà ngồi đi. Rồi, đá nó còn dính trên cái lỗ tai luôn. Đó. Còn còn nguyên cái cục đá luôn. Đây. Sao mà bà ngứa cái đầu lắm dữ lắm không? Bà ơi, cái đầu bà bà bị gì á bà? Hả? Bà bị cái gì vậy? Cái đầu á? Ừ. Bị gì? Bị gì nó ngứa rồi nó đóng một cục ở đây nè. À. Ừ. cho nên phải ngồi bằng cái đá đó hả bỏ đá lên trà đó ha ừ. mới ngồi xong á quá thấy. đâu rồi ngồi ngoài á bà ở ngoài không có vô ha à. dạ cháu không vô chơi thôi được rồi hả <laughs> được rồi ngồi ngoài dự xe vậy hả dạ ừ. rồi mấy người cháu có hay ghé thăm bà không hả? cháu á cháu của bà đó cháu ngoài á cháu ngoài á cháu ngoại uh, tôi hả dạ nó có chồng rồi hết rồi dạ dạ yeah. ừ ở còn mình vậy đó thấy tội sao bạn ở với mấy cái người con đó hả sao bạn ở với mấy người con bốn người dạ mà sao không ở với mấy người đó hả sao bạn ở chung với mấy người đó có chồng có vợ ở chú trên kia lận ừ đâu có ở gần đây dạ ở với thằng này rồi tiền đâu sống bà hả tiền đâu mua đồ ăn hả tiền đâu mà mua đồ ăn thì uh, có con cháu rồi cho chút đỉnh hay có mua giờ mua ăn không có thì hột dẹt đồ ăn vậy vậy yeah. dạ Ừ. trời bắt mưa rồi à, ngoài bắt mưa à. <laughs> mưa trú mưa dạ yeah. yeah. mấy bữa nay mưa hoài à hả mấy bữa nay trời mưa hoài à dạ dạ đâu có xe uh, Đẻ phải đâu có sao dữ Dạ không có sao hết ừ. Bà năm nay 84 tuổi ừ. rồi cả nhà Thằng nhìn mà cũng còn khỏe Năm nay bà 84 tuổi rồi đúng không Hả Năm nay bà bao nhiêu tuổi Tôi hả Dạ 81 81 hả Tuổi thần đó Dạ À 81 không biết sao bà nói Vậy, vậy chắc nghe luôn Nghe nhầm á th... Chú ở thành phố hả Dạ Súng này xa dữ à Xa dữ ở đó, ở đó, giờ chú đâu có đi chạy đâu biết thành phố Dạ yeah. ừ. Rồi cái, cái anh đó đi khi nào mới về ăn cơm Hả à? Con của bà khi nào mới về ăn cơm là bệnh là à, Uh, cắt kiện phải ai muốn cắt, không muốn thu đâu có mừng à, hồ một đầu nổi À đi cắt cây kiện á ha Ờ uh. Dạ yeah. Bạn, mà không biết bạn biết bệnh gì luôn Anh bị bệnh gì bà Hả Anh đó anh bị bệnh gì, bị bệnh gì Hả, con của bà bị bệnh gì Bị ừ. xe Bị, bị gì không, bị cái gì ừ. á Bà lạng tai cho nên nghe, bà, bà, bà tay bà nghe không có thính đúng mấy đứa con dạ chưa có chưa có không có ha dạ chưa có chứ không phải là không vậy ha dạ ừ rồi bà ăn cơm chưa ăn rồi ăn rồi lấy dạ. ăn tương ăn tương dạ à. ừ. ăn tháng 10 bữa ăn tương á dạ ăn một tháng 10 bữa à. bà ơi con ghé thăm bà có cái chìa ở bên úc á gõ gửi cho bà hai chai dầu này đây có gửi cho bà dầu á ừ. dạ đó chị bên úc gửi cho bà đó hả bà ngồi xuống đi bà ngồi xuống đi bà ngồi xuống đi đúng rồi dạ cái chị đó ở bên úc Gửi cho bà đó xa lắm hả? dạ dạ mỹ hả chú dạ phải không phải à. nói thì cho nó khỏe cho rồi chứ, chứ, rồi. chứ uh, giải thích với bà nó hơi khó ừ. úc với mỹ <laughs> dạ hôm nay con ghé ông thăm bà dạ yeah. dạ yeah. à có cái cô mai Bảo an ở bên mỹ ấy, có gửi cho bà một triệu dạ yeah. dạ yeah. hai tờ tiền đó dạ yeah. cô mai Bảo an ở bên mỹ á dạ dạ cho bà dạ yeah. dạ yeah. trời mưa rồi <laughs> để có biết chạy đi chú con chú mưa không ừ uhm. Thôi hôm nay con ghé thăm bà xíu vậy con đi nha, đi còn trời mưa Ờ, đi để chồng mua, đi về khỏe luôn chú Dạ à. ừ. Cảm ơn nha chú Dạ, hồi nãy giờ cũng ờ, nói cảm ơn dạ, dạ. dạ, không có tiền ai có chỗ ở mừng lắm Dạ, dạ. Ừ. Ở về đi để chồng mua Rồi, bà cất tiền đi, bà đừng có để về ừ. mất à, không có, có kim tây nè Dạ Không có mất Cất cho cẩn thận nha Ừ Dạ Dạ, không có kim tây Dạ Không dạ. có kim tây nhưng mà ừ. người già ở mình nguy hiểm quá Thôi ừ, thôi bà vô đi con đi Hả? Bà vô đi nhà đi còn mưa Ừ không có mưa đâu chú đi đi Dạ yeah. Ừ sao chú mất mưa á Mưa như mưa sao đi xa quá mất mưa Rồi được rồi Dạ yeah. ừ. ừ, Thôi bà vô đi ừ. Vô đi còn mưa Đó tám mươi tuổi mà còn khỏe này đều có cái nghe hơi lạng tai xíu thôi